Chào anh em, hôm nay là Thưởng VT quay cái video để cho anh em nhìn sơ qua cái trại của Thưởng VT nhé. Anh em nào có nhu cầu muốn làm trại thì xem qua nhé. Đây là cửa này, cửa mình làm 2 tầng nhé. Khi chó con thả ra thì mình cài dưới này, mình bước ra bước vào cho con khỏe ra nhé. Để mình đi lại cho nó thuận tiện. Đây chó mẹ đây. Chó mẹ cửa này thì mình cũng làm 2 tầng. Đây là quản lý cho con này. Cho ăn, cho khay ăn thì chó nó không bị lao ra ngoài. Đấy. Đây là cửa này là cửa thông cho mẹ ra vào cho con bú nha. Cho con đây. Đấy. Ở sao mình làm 2 tầng này cũng vậy. Đây. Khi mình mở cửa ra thì mẹ nó không lao ra. Vậy có thể mình cử động cho con để mình làm một cái số thứ gì đấy để cho nó thuận tiện. Đấy. Cho con này nằm này. Chơi vơi này. Cái này khép lên khép xuống y như bên này nhá. Đấy, dựng lên thì nó như này, khép xuống thì nó như kia. Này nhà mình có 3 gian chuồng to nhé. Đây sân chơi, đây sân chơi cho con bên ô nhỏ, cửa chốt là nhá. Cửa này mình cũng làm 2 tầng để bước ra bước vào khi cho con nó ở ô nhỏ đấy nhá. Đây ô to, đây ô to là dành cho chó to, nhưng một khi chó con nó nhiều thì mình có thể mình đảo cho con nó ô to thì nó vận động tốt. Địa chỉ nhà mình đây nhá, anh em nào có nhu cầu liên hệ thì có thể qua địa chỉ mình hoặc số điện thoại mình đây. Đấy, ok anh em, mình đều làm. Còn đây cửa, cửa này là cửa để cho chó to nó vào, chó to vào lối kia, cho con ra bên này, hai lối đảo nhau. Còn khi nó ra đây rồi thì mình có thể mình đi tiếp cửa này nữa. Đấy, thành một vòng như vậy cho nó quản lý nó dễ. Có thể mình chia làm 3 khu, khu này khu chơi chó bầu này. Đấy. Còn đây là khi này là khu, này là khu mình có thể mình làm thêm cái đoạn này nữa để cho chó cho đẻ chỉ được phép ở trong này. Đấy, khi đẻ lên trên kia, còn khi đẻ xong rồi mình có thể mình tách ra như bên này. Tách ra như này. Piki. Pichu. Đây, khay đẻ đây. Mọi người nhìn cái khay đẻ nhá. Đây để anh em, nhiều anh em làm. Đấy cho con nó bú nhá, nhưng nhiều trường hợp mà cho con nó chui lưng rồi. Đó. Đấy, phun ra. Đấy, thì mẹ nó không nằm đè vào. Ok, anh em nhìn chưa? Đó. Đây cũng vậy. Khi chó nó nhỡ thì nó chui hết vào cái khe này. Khi chó nó nhỡ thì nó chui hết vào cái khe đằng sau rồi mẹ nó không bao giờ làm đè vào. Cái cửa này cho mẹ ra vào vào. Uy như bên thế. Tôi quên cái cửa này không đóng này. Đấy, cái bên này là mình có thể mình đóng vào để tách giữa hai con chó hai đàn khác nhau. Tùy từng cái không gian chuồng khác nhau để mình làm cái cửa thông này. Như chuồng này làm thông cửa này, nhưng chuồng kia làm thông lật nhá. Anh em nhìn nhá, đấy lật kìa. Vì đây nó có diện tích nó rộng, ngoài này diện tích nó chật nên là mình không thể làm cái lật như bên kia được, nên mình phải làm cái kiểu này. Đều 2 tầng hết để mình có thể mình cho khay ăn vào, khay ăn ra, mang khay ăn vào, mang khay ăn ra để cho nó thuận tiện những cái việc cái chó nó không lao ra ngoài. Đấy, cũng như là thuận tiện những cái việc mà quản lý cho con. Ai chà. Chiu. Đấy, hậu duệ mắt đo. Kia là đây là hậu duệ ở đàn Green. Đàn Green nhà mình thì cũng còn nha anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu trọng con giống thì có thể liên hệ với mình. Ăn no xong nó làm ảnh hết ra. Rồi, ok. Chào anh em nhé. Mình kết thúc video đây. Anh em nào có nhu cầu mình quay lại cái địa chỉ lần nữa. Đấy, có thể liên hệ em nhé. Hello, tắt video mọi người nhé.